Tâm Kha gửi đến cái nhà trích đoạn Lan Nhà Điệp, Nguyễn Nga. Nguyễn Nga gửi qua nhóm. Ok, mời cả nhà thưởng thức ha. Chị cử. Dạ, anh mới qua. Khách khứ gì đâu anh, vợ thằng Điệp nó mới về đó anh Tú à. Dạ, bác bệnh vội. Dạ thưa bác, bác uống miếng nước. Để đó đi chào. Có chào về đấy thật là mái quá. Thật là đúng lúc. Chị cử à, tôi vội vã qua đây là để cho chị hay. Tôi được tin con đang bệnh nặng ngặt nghèo như đèn treo trước gió lắm lè. Mành theo chuông nặng sắp sửa lìa trần hăm hối từng cơn. Điệp con hãy xem đây bức thơ của hòa thượng. Góc qua đường địa ngục thanh thang nang chờ nhau. Con tắt tóc lên đường theo lời sư cụ dặn trong thơ. Kìa, chú Tiểu, tôi vừa nhận được của thư sư cụ nên tôi vội vàng. Phải, mấy ngày nãy thầy tôi trông đợi thí chủ nên mỏi mòn, mà bệnh tình của chú Điệp càng ngày càng trầm trọng, mà miệng kêu tên chú chủ mãi không thôi. Cho nên dù thầy tôi kiện đời quát bỏ ngoài tai mà cũng không dằn được cơn xúc động. Chú Tiểu, chú làm ơn cho tôi gặp sư cụ để... Mấy ngày nãy thầy tôi trông đợi thí chủ đến mỏi mòn, người vừa mới rời chùa đến những chai đàn ở Linh Sơn Tự. Trời, trời ơi, vậy là đến phút ma cuối tôi cũng chậm chân, biết phải làm sao để gặp được nàng. Không lẽ
suốt đời hết được thấy mặn nhau. Tỷ chủ ơi, cho quá đau thương, trước lúc ra đi thầy tôi có dặn dò, nếu người đến nơi này ai trao áo cà sa, người ai phát lên giảng giảng kẻ tu hành, rồi tôi dẫn đường vào chốn hậu liêu. Được rồi, tôi mặc rồi này chú Tiểu. Chú Điệp, chú hãy cố tỉnh dậy, thầy đến thăm chú nè. Bạch thầy, chú cứ nằm đó nghỉ đi. Thầy thương chú lắm, không sao đâu. Cảm ơn chú, chắc tôi cũng sắp được về đời yên nghỉ. Bạch thầy, con vẫn biết mình đức bà, sầu sương ngờ đâu
giả biệt cuộc đời này. Nên tay cô đang réo gọi chờ từng đứa
sao cùng hầu gặp lại bạn lòng. Trước phút biệt ly điệp đây em hai gương giấy mà nhìn cho tận mặt. Anh đã đến đây vừa kịp lúc để tiễn đưa Lan vào thế giới muôn đời. Đôi anh đi Lan ơi, tội tình chi em đài đó cuộc sông khổ hạnh trong khi lòng còn nặng nhớ thương. Nếu chốn tiền môn em không tìm được lãng quên thì sao câu tình không cho anh gặp mặt. Nếu xưa cũ không cho tìm anh đến kịp thì chắc mình vĩnh biệt muôn đời mà không thấy mặn nhau. Anh đi, chắc tại kiếp trước em kém đức, kiếp này em dùng đường tu, nên khi chắp hai tay niệm chữ Di Đà trước mắt em chỉ có hình ảnh anh. Sao lần anh lặn lội đến tìm em, sao em lại cắt đứt ghi chuông không cho anh gặp mặt? Em muốn em quên anh đi, muốn trả anh về gia đình hạnh phúc, còn như nguyên vẹn đi nè em cố đọc đâu. Trời ơi, cũng vì vậy mà em nào hay biết chuyện gia đình của anh đã tan nát còn đâu. Nên em cứ mãi giữ nỗi sầu chôn chặt niềm đau, rồi năm tháng cắt chọc cho lang tàn lang heo. Trời ơi, bài thi cành lá lai cay nghiệt cho người đài đỏ cuộc đời kẻ tan nát lòng đau. Từ bây giờ mình mãi mãi bên nhau, không bao giờ mình còn xa nhau nữa. Lang ơi, em hãy cố gượng kéo dài cuộc sống, mình sẽ đưa nhau về trong kỷ niệm ngày xưa. Thông cảm nha cả nhà, phải nhập với cô đào này khóc hay quá, Tâm Ga phải nhập theo thôi, mắc cỡ quá. Bye.